Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin xã hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phúc Cường. Tổng thống Hoa Kỳ chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân 6 năm thi hành sứ vụ Thánh Phaero. Trường tiểu học ở Utah, Hoa Kỳ xin lỗi vì buộc học sinh loại bỏ dấu sức cho trên trán. Dùng điện thoại trong nhà thờ giống như có Satan trong túi của bạn. Tin Vatican Tổng thống Hoa Kỳ chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân 6 năm thi hành sứ vụ Thánh Phêrô. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày được bầu làm giáo hoàng, ngày 13 tháng 3 năm 2013, 13 tháng 3 năm 2019. Trong điện văn chúc mừng được Đại sứ quán Hoa Kỳ cặn tòa thắn công bố hôm 13 tháng 3 năm 2019, Tổng thống Trump cho biết ông hắn diện vì sự công tác chặt chẽ với tòa thắn trong một loạt các vấn đề hoàn vũ. Trong số các ước muốn chung giữa Hoa Kỳ và tòa thắn, Tổng thống Mỹ nhắc đến sự thăng tiến tự do tôn giáo, hỗ trợ việc phòng ngừa các xung đột và cuộc chiến chống nạn buôn người. Tổng thống Trump không nói đến các đề tài như di dân và sự thay đổi khí hậu cũng liên quan đến sự kiện vừa nói, tiến sĩ Alessandro Gisotti, giám đốc tạm thời phòng báo chí tòa thánh, đã nhìn lại 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco và nhận định rằng Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng yêu thương, nhân từ và can đảm. Tiến sĩ Gisotti nhận định, Đức Giáo Hoàng cho thấy rằng người di dân là những con người chứ không phải là những con số, và Ngài làm như vậy vì Ngài có sự quan tâm thường xuyên đối với họ. Ông cũng cho biết là Đức Thánh Cha cũng có rất nhiều cử chỉ gần gũi, đến gần với người di dân ngay cả trong những chuyến viếng thăm. Việc Đức Thánh Cha Francisco chọn tên Francisco, Thánh Francisco Assisi, con người của hòa bình, một người nghèo đã cố gắng bất chấp mọi hoàn cảnh đối thoại, đã làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên, nhưng Ngài đã vinh danh tên mà Ngài đã chọn. Sự thanh thản của Đức Thánh Cha là điều đặc biệt đánh động ông Jesus Ông cho biết ngay cả khi đối mặt với các tình huống căng thẳng, đức thánh cha Francisco vẫn không mất bình tĩnh và sự thanh thản. Tin Hoa Kỳ: Trường tiểu học ở Utah, Hoa Kỳ, xin lỗi vì buộc học sinh loại bỏ dấu sức cho trên trán. Một trường tiểu học ở bang Utah, Hoa Kỳ, đã đưa ra lời xin lỗi sau khi một học sinh lớp 4 bị giáo viên yêu cầu xóa bỏ thánh giá cho khỏi trang hôm thứ Tư lễ cho cháu William MacLeod, một học sinh tại trường tiểu học Valley View ở Bonsersley, bang Utah, đến trường với cho sức trên trán theo hình thánh giá. Cháu MacLeod nói với hãng tin Fox rằng, cháu là học sinh duy nhất ở trường sức cho trên trán. Các học sinh khác tò mò về cho này và em giải thích nghi thức của thứ tư lễ cho. Nhưng sau đó, cô Moana Patterson, giáo viên của em đã đối chất với em về dấu cho và nói với em là nó không phù hợp và em cần phải tẩy sạch đi. Bà của Mark Liot, Karen Fisher cho biết, bất chấp sự phản đối của cháu, cô Patterson đã buộc cháu phải xóa bỏ thánh giá bằng khăn lau khử trùng. Bà Fisher nói với hãng tin AP, sau đó cháu đến gặp nhà tâm lý và khóc, cháu đã rất xấu hổ. Nhà trường đã đưa ra một tuyên bố xin lỗi, nói rằng vấn đề đang được thực hiện cách nghiêm túc cô Patterson đã bị cho nghỉ hành chính và hành động kỷ luật bổ sung đang được xem xét. Bà Jean Hill, người trung gian giữa chính quyền và giáo phận Sand Lake City, nói rằng những sai lầm này xảy ra là một cơ hội tích cực cho cuộc đối thoại liên tôn. Và giáo phận cũng rất biết ơn cháu bé đã sử dụng tình huống này để cho giáo viên của mình biết về đức tin của mình và tầm quan trọng của đức tin đối với cháu. Bà Jean Hill, người trung gian giữa chính quyền và giáo phận Sand Lake City, nói rằng những sai lầm này xảy ra là một cơ hội tích cực cho cuộc đối thoại liên tôn. Và giáo phận cũng rất biết ơn cháu bé đã sử dụng tình huống này để cho giáo viên của mình biết về đức tin của mình và tầm quan trọng của đức tin đối với cháu. Tin Pakistan Dùng điện thoại trong nhà thờ giống như có Satan trong túi của bạn. Tổng giám mục thành phố Lahore, Pakistan, Sebastian So, than phiền rằng các bạn trẻ không ngừng gửi tin nhắn ngay cả khi họ đang cầu nguyện, dự lễ, và đó như là việc giấu Satan trong túi của mình vậy. Tổng giám mục nói, người công giáo nên giữ chay một giờ bằng việc tắt đi điện thoại thông minh của họ khi ở nhà thờ trong mùa chay. Ngài kêu gọi, một giờ ăn chay bằng cách tắt đi điện thoại thông minh để tránh chia trí khi tham dự 14 chặng đàn thánh giá và thánh lễ Chúa Nhật. Điện thoại di động giống như Satan ở trong túi của bạn khi bạn đến nhà thờ. Theo Asia News, tổng giám mục nói rằng những người Pakistan trẻ tuổi đang trở nên nghiện ngập vì điện thoại của họ. Những người trẻ cứ liên tục gửi tin nhắn ngay cả khi họ đang cầu nguyện. Đáng lẽ họ nên sử dụng mùa chay để xem xét đời sống và từ bỏ những thói quen và hành vi làm gia tăng khoảng cách giữa họ. Hãy đứng vững trước cơn cám dỗ. Giám mục Samson Sukardin của thành phố Hyderabad đã đồng ý với tổng giám mục So khi nói Mặc dù nó là một nguồn thông tin tuyệt vời trong lòng bàn tay, nhưng việc sử dụng điện thoại di động không kiểm soát là mối nguy hiểm nhất đối với người trẻ. Một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận Phúc Cường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau